Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, sau quyết định đột phá của Bộ Công Thương cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh thì chúng tôi đã thực hiện hai số đối thoại để bàn về quyết định cải cách của một bộ ngành lớn và trong đó cho thấy nỗ lực quyết tâm của việc cải cách. Bên cạnh việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh thì việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính, tinh giản biên chế cũng là một vấn đề đang được dư luận hết sức quan tâm và đặc biệt khán giả đối thoại, khán giả của kênh truyền hình VTV cũng mong muốn chúng tôi cùng các khách mời bàn về vấn đề bộ máy hành chính hiện nay cũng như những cách thức để có thể tinh giản một cách hiệu quả trong điều kiện là ngân sách còn đang hạn hẹp. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Vũ Ngọc Anh, giám đốc điều hành Hội Chuyên gia và Khoa học Việt Nam toàn cầu. Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Phó Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam. Ông Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay của đối thoại ạ và bàn về vấn đề là cải cách bộ máy hành chính, bàn về một chủ đề rất là nóng trong tuần vừa qua. Thì trước khi mà chúng ta bàn về chủ đề này thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp những con số đáng chú ý mà phóng viên kênh truyền hình VTV đã tổng hợp. Phiên khai mạc hội nghị Trung ương 6 khóa 12 mới đây, sau khi đánh giá những mặt được của công tác tổ chức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thừa nhận: cho đến nay, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu quả, chức năng nhiệm vụ của một số tổ chức còn chồng chéo, số lượng cấp phó, số người được hưởng chế độ hàm không hợp lý, cơ cấu chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều bất cập. Theo số liệu do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra, thì cho đến nay, chưa kể đến tổ chức và biên chế trong công an, quân đội và khu vực doanh nghiệp nhà nước, cả nước đã có khoảng 58.000 đơn vị sự nghiệp công lập với 2,5 triệu biên chế. Còn theo số liệu của Bộ Nội vụ ngày 21 tháng 11 năm 2016, thì có đến 6,5 triệu số người được hưởng lương từ ngân sách, chưa tính khối quân đội công an với tổng quỹ lương là 295.000 tỷ đồng. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng Ban chỉ đạo nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập đã từng nhận định: hiện nay, số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước gấp 7 đến 8 lần số lượng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương và tổng chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước chiếm đến 6-7%. Theo số liệu của tạp chí Xây dựng Đảng số tháng 9 năm 2017, thì trong 5 năm 2011 đến 2016, số đơn vị hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ tăng 28 đơn vị, số đơn vị hành chính trực thuộc tổng cục tăng 822 đơn vị và có 29 cục được thành lập trong thời gian này, như Bộ Tư pháp tăng 4 cục, Bộ Y tế tăng 3 cục. Số lượng lãnh đạo cấp bộ cũng tăng, số lượng cán bộ quản lý cấp cục cũng vượt quá quy định, số lượng cấp phòng tăng rất nhanh. Nếu chỉ tính cán bộ cấp phòng của các cơ quan ban bộ, thì số công chức cấp phòng trở lên đã tăng từ hơn 12.000 người lên hơn 13.000 người, cấp vụ tăng từ hơn 3.800 người lên hơn 4.600 người. Ngày 6 tháng 1 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 02 về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Chỉ thị nêu rõ, từ nay đến năm 2021, mỗi năm, bộ ngành địa phương thực hiện giảm 1,5 đến 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015. Các bộ ngành địa phương chưa giảm được biên chế sự nghiệp năm 2016 so với biên chế được giao năm 2015, thì năm 2017 phải giảm tối thiểu là 3% của biên chế được giao năm 2015. Vào hồi tháng 2 năm 2017, vụ tổ chức biên chế Bộ Nội vụ cho biết có đến 20 trên 22 bộ ngành đề nghị tăng biên chế, chỉ có 2 bộ đề xuất giảm là Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ, trong đó Bộ Công Thương đề nghị giảm mạnh nhất từ hơn 30 đầu mối xuống còn 28. Vâng, thưa các khách mời, vừa rồi phóng viên của chúng tôi đã tổng hợp một số con số đáng chú ý liên quan đến bộ máy hành chính hiện nay. Thì với những con số như vậy thì các khách mời đánh giá thế nào về cái thực trạng của cái bộ máy hành chính dựa trên những cái số liệu mà chúng tôi đưa ra? Thì trước là xin mời ý kiến của ông Cường ạ. Trước hết thì chúng ta nghe thấy quý phóng sự có nhắc đến rất nhiều những con số nằm trong cái bộ máy hành chính mà hiện nay đang phải hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Trước hết là con số 2,5 triệu người thuộc về 58.000 các đơn vị sự nghiệp công lập mà như Tổng Bí thư đã nêu ra trong cái báo cáo của cái hội nghị Trung ương 6. Và chúng ta cũng nhìn nghe thấy con số về 6,5 triệu. Như vậy rõ ràng ở đây chúng ta thấy rằng là nó có rất nhiều những cái nhóm khác nhau. 2,5 triệu đó là những người chỉ tính riêng là những khối viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Thế còn nếu tính cả viên chức trong bộ máy nhà nước và công chức trong bộ máy nhà nước cộng với các cái tổ chức khác nữa thì nên đến 6,5 triệu người. Đây là những người mà đang hưởng lương trong cái ngân sách. Ngoài ra thì chúng ta còn nhìn thấy rằng là ngân sách lại phải trả thêm
cho một đội ngũ rất đông nữa là những người như là hưởng chính sách chế độ xã hội, rồi là những cái người mà được trợ cấp, và người ta ước tính tổng con số mà hiện nay những người đang sống nhờ vào cái tiền từ ngân sách nó phải chiếm gần một chục triệu người. Và nó tính bình quân cái tỷ lệ số người mà đang hưởng từ ngân sách của Việt Nam thì con số nó cũng thay đổi khác nhau, nhưng mà nó cũng chiếm khoảng chừng độ 8-9% so với tổng dân số. Vâng. Và rõ ràng nếu như so với các nước ở trên thế giới thì chắc là chúng ta đang giữ cái con số 8% là con số có lẽ đạt kỷ lục so với nhiều nước. Vâng, và áp lực về ngân sách như thế nào ạ? Như chúng ta đều biết rằng là chính vì cái đội ngũ số người mà chúng ta phải trả lương nó cao như thế, cho nên là hàng năm cái phần mà chi thường xuyên thì chủ yếu là dành cho chi cho lương cho cái đội ngũ này. Và hiện nay thì chúng ta biết rằng là cái chi thường xuyên ấy nó càng ngày càng tăng lên với một tốc độ rất nhanh trong những năm gần đây, và cho đến nay thì nó đã đạt đến cái tỷ lệ khoảng chừng độ 70% của cái chi ngân sách. Và như vậy thì phần lớn cái chi ngân sách là để dành chi cho cái việc nuôi sống bộ máy. 30% còn lại là được gọi là không phải chi thường xuyên, nhưng mà chúng ta lại đang vướng phải một cái thời kỳ là phải bù cho cái trả nợ vay và trả lãi. Do vậy cho nên là gần như là chúng ta không còn cái phần tích lũy cho cái đầu tư phát triển. Vâng. Chính vì vậy cho hàng năm chúng ta thường xuyên có cái tình trạng gọi là thâm hụt ngân sách do chi thường xuyên cộng với cái chi trả cái khoản nợ kia, và cái phần thâm hụt đó chúng ta lại phải đi vay bên ngoài làm cho cái nợ công càng ngày càng tăng lên. Vâng ạ. Và tôi xin hỏi thêm ông Cường một chút ạ. Là tức là theo cái tính toán của giới phân tích thì giảm 1,5% biên chế của mỗi năm thì chi ngân sách sẽ giảm được 800 đến 900 tỷ đồng ạ. Con số này có đúng không ạ? Cái này thì tôi cho rằng đấy con số ước tính cũng có thể tin được. Bởi vì chúng ta hiện nay chúng ta đang tính là cái tổng chi ngân sách hàng năm nó chiếm khoảng 1 triệu tỷ đồng trong một năm. Và như vậy thì trong cái 1 triệu tỷ đồng đấy thì khoảng 70% là chi cho vấn đề bộ máy. Đấy, tức là cũng khoảng chừng độ trên 700 ngàn tỷ. Đấy, 700 ngàn tỷ mà chúng ta có tính rằng 700 ngàn tỷ đấy mà cũng giảm đi 1%. Đấy, trong cái đó là chúng ta có 700 tỷ. Đấy. Và như vậy thì nếu như mà khoảng 1,5% thậm chí có khi được 800 tỷ đồng, thậm chí có thể còn hơn. Đấy, cho nên tôi cho rằng là nếu giảm bộ máy đi thì đương nhiên chúng ta có thể tiết kiệm được cái phần chi ngân sách. Vâng ạ. Nhưng mà tất nhiên ở đây tôi cho rằng cái chủ trương hiện nay trong cái nghị quyết 6, hội nghị 6 đưa ra đấy là cái tinh giảm bộ máy ấy, cũng không phải chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là để giảm cái chi ngân sách, mà chúng ta còn thấy một cái điều là chúng ta hiện nay đang dành ngân sách chi cho bộ máy rất là nhiều như thế. Nhưng mà thực tế cái tiền lương của cán bộ công chức còn rất thấp. Đặc biệt chúng ta nhìn thấy nếu như so sánh cái tiền lương của công chức là trong bộ máy hành chính Việt Nam so với các nước khác thì có lẽ không có nước nào có cái mức tiền lương nó thấp như thế. Và rõ ràng đấy nó là những cái điều nó làm bất cập, sinh ra rất nhiều những vấn đề phiền lụy trong cái công tác gọi là quản lý hành chính như bộ máy nhà nước hiện nay. Vâng ạ. Bà Thủy và ông Ngọc Anh bổ sung ý kiến không? Dạ vâng. Vừa rồi ý kiến của anh Cường có nhắc đến một cái điều mà khi mà nghe về những con số này nó gọi là rất là ấn tượng trong đầu tôi. Nhưng tôi nghĩ đến ngoài cái câu chuyện mà cái số tiền ngân sách phải chi lương ấy, thì cái điều mà anh Cường vừa nhắc đến là thực ra là lương của cán bộ công chức Việt Nam rất là thấp. Trước đây tôi cũng là một người nằm trong cái con số 6,5 triệu này. Hiện tại thì tôi cũng đã sang cái môi trường gọi là của khu vực tư nhân. Thế và ở khu vực tư nhân ấy, thì người ta quan tâm đến câu chuyện là cái tiền đầu tư vào so với cả cái hiệu quả thu lại bao nhiêu. Đấy là điều rất là quan trọng. Cho nên nếu chúng ta nói là đầu tư ngân sách nhà nước cho cái số 2,5 triệu hoặc 6,5 triệu đấy, chúng ta phải đánh giá được xem là cái hiệu quả mang lại của họ như thế nào. Đấy là một việc rất là quan trọng. Và vấn đề thứ hai nữa là tiền lương công chức quá thấp, trong khi cái nhu cầu chi tiêu cho cuộc sống gia đình và những cái vấn đề riêng của từng cán bộ công chức thì càng ngày nó lại càng gọi là leo thang. Cho nên là có một điều thực sự là lâu nay tôi rất suy nghĩ, đấy là liệu có phải chăng đấy là nguyên nhân của rất nhiều những thứ mà mang tính tệ nạn bây giờ, câu chuyện tham ô, tham nhũng, trục lợi vân vân, bởi vì nó là nhu cầu cuộc sống. Đấy là một điều rất là đáng lo, so thậm chí còn hơn rất nhiều so với cả cái số lượng mấy trăm, gọi là 800-900 tỷ mà chúng ta có thể tiết giảm được từ ngân sách, đấy không? Vâng, tức là việc tinh giản đấy nó còn mang lại được những cái vấn đề khác bên cạnh cái việc là giảm cái phần chi ngân sách, đúng không ạ? Ông Ngọc Anh có bổ sung gì không ạ?
Tôi thì có một cái nhận định rằng là thế này, có nghĩa là qua các buổi trao đổi cũng như là báo chí thì thấy rằng là có một cái vấn đề khá quan trọng ở Việt Nam, chính là cái vấn đề về mặt số liệu và dữ liệu. Nghĩa là ngay cả khi các số liệu được đưa ra bởi bên đảng cũng như là các số liệu đưa ra bởi bên chính phủ, có những cái số liệu nó không trùng khớp với nhau. Và điều đó làm cho cái việc là khi mình đưa ra các chính sách, mình không biết là dựa vào cái số liệu nào cho nó một cách cụ thể. Bởi vì nếu chỉ đưa ra một cái số liệu vào một cái thời điểm nhất định thì chúng ta không có một cái nhìn dài hạn xem là cái số liệu đó phát triển như thế nào qua từng thời kỳ, ví dụ từng thời kỳ 3 năm vừa rồi, 3 năm sắp tới, 5 năm ra sao. Chúng ta cứ nói là tinh giảm 1,5%, vậy tinh giảm như thế nào? Tinh giảm chỗ nào? Liệu rằng là cắt đều ra 1,5% trên tất cả các lĩnh vực, hay là có những lĩnh vực cực kỳ quan trọng không thể tinh giảm mà phải tăng lên? Nếu không có số liệu làm sao chúng ta có thể phân tích và đưa ra những cái đánh giá một cách chính xác được, bởi vì cứ nói chung chung như vậy thì khó. Và đó là lý do tại sao mà cá nhân tôi thì quan sát thì thấy được rằng là có cả nhu cầu ở từ các cái thành phố, các tỉnh thành, cũng như nhu cầu của bộ, cũng như nhu cầu của chính phủ và trung ương, cần có một cái nền tảng dữ liệu để chúng ta phân tích, đánh giá, cũng như là đưa ra những cái chiến lược định hướng một cách rõ ràng. Và đó là một cái bài toán khá là cụ thể và bức thiết để có thể đưa ra những cái quyết định. Còn nếu không thì chúng ta chỉ đưa ra những con số theo kiểu rất là cảm tính và không có một cái chiến lược lâu dài và phù hợp với lại tình hình thực tế cũng như là những cái nhu cầu đòi hỏi trong thời gian sắp tới. Vâng, những con số của chúng ta đưa ra không có lệch, đúng không ông Cường? Đây là do những cái cách tính khác nhau thôi. Thực ra thì đúng là Việt Nam mình thì con số thống kê thì nhiều khi nó không được nhất quán lắm. Nó có thể do rất nhiều những yếu tố biến động mà mình cập nhật nó không kịp. Chúng ta biết rằng là trong những năm vừa qua ấy, thì chính phủ cũng đã đưa ra một cái kế hoạch là phải cắt giảm cái bộ máy hành chính và đưa chỉ tiêu hẳn hoi giao cho từng cái bộ ngành, từng đơn vị một phải tiết giảm là bao nhiêu phần trăm. Tuy nhiên thì cũng không đến mức như ông anh nói rằng là cái đơn chỗ nào cần ấy, thì phải cần phải giữ, cái chỗ nào mà nó không cần thì cắt nhập nhiều hơn. Thực ra thì trong cái đánh giá của chính phủ thì hầu hết các khu vực, các lĩnh vực bộ máy hiện nay đều là đang quá cồng kềnh. Và chính vì đang cồng kềnh thế nên là phải bằng mọi biện pháp là chỗ nào cũng phải cắt tiết giảm. Song song với cái việc là nói rằng là cái tiết giảm chung thì chính phủ cũng có đưa ra một cái đề án mới và đã áp dụng rồi. Đó là vấn đề liên quan đến cái vị trí việc nào. Tức là ở mỗi một cái lĩnh vực, mỗi một công việc thì phải mô tả xem ở công việc này để giải quyết được những cái nhiệm vụ đặt ra thì nó cần phải có bao nhiêu cái người đảm nhận những vị trí công việc là gì. Và từ vị trí công việc như thế thì sẽ định biên ra vậy thì anh cần bao nhiêu người. Và cần bao nhiêu người như thế thì cái số còn lại anh sẽ phải tiết giảm. Nhưng mà chúng ta đều biết rằng là những người này là công chức, là viên chức, và cái chế độ của chúng ta ở đây là đã là công chức viên chức gần như là người ta phải hợp đồng suốt đời. Chính vì vậy cho nên là bây giờ không thể một lúc là cho người ta đang hay được. Cho nên là cái tiến độ mà chính phủ đặt ra giảm là gì? Là giảm theo cái đối tượng hoặc là những người không hoàn thành nhiệm vụ buộc lòng anh phải loại thải. Hai nữa là những người người ta đến cái tuổi người ta nghỉ. Vậy thì cái tỷ lệ số người mà đến tuổi nghỉ 10 người thì anh chỉ được phép là tuyển dụng bổ sung thêm là 5 đến 7 người. Tức là có thể giảm đi 50%, giảm đến 30%, giảm dần như thế. Chính như vậy cho nên là chúng ta nhìn thấy trong những năm vừa qua, mặc dù chính phủ nói rằng là quyết tâm cắt giảm, nhưng mà cái tỷ lệ giảm xuống cũng không được nhiều. Thậm chí là cá biệt, có những nơi có khi nó lại còn phình tăng lên. Vâng. Chúng ta còn có một con số đến năm 2020 là mục tiêu của chúng ta còn giảm 15% ạ. Tinh giản biên chế là 15% ạ. Đúng, vâng. Đấy là cái mục tiêu mà chúng ta thấy rằng là vì cái bộ máy ấy, chúng ta nói rằng là nó lớn như thế nhưng mà nó lại khó cắt giảm ngay được. Cho nên là với đặt mục tiêu đến năm 20 là giảm 15%. Đấy. Nhưng mà nếu chúng ta không có những biện pháp đột phá và cứ như trong vòng 4-5 năm qua, chúng ta đã có cái kế hoạch này từ nhiều năm nay rồi. Nhưng mà cái tỷ lệ giảm không được. Vâng. Và không có một cái biện pháp đột phá thì chắc rằng đến 20 không thể nào đạt được con số 15% này. Vâng. Chính vì vậy cho nên là tôi cho rằng cái nghị quyết, cái hội nghị Trung ương 6 vừa rồi ấy, là không chỉ dừng lại ở chuyện nói rằng là tinh giảm biên chế, cắt giảm đi số người, tuyển dụng ít, mà vấn đề phải thay đổi cả về mặt cơ cấu tổ chức bộ máy. Vì cái bộ máy của nó cồng kềnh, bộ máy của nó trùng chéo. Có thể là không cần thiết phải duy trì nhiều như thế. Thì bây giờ người ta phải tổ chức lại bộ máy. Và khi tổ chức bộ máy rồi thì những vị trí công việc nó sẽ trùng vào nhau. Và như vậy đương nhiên nó sẽ dư dôi ra. Và khi dư dôi như thế thì chúng ta mới bắt buộc để chúng ta tinh giảm được. Vâng. Tôi thấy một doanh nghiệp có gọi lên cho chúng tôi nói là các doanh nghiệp đang cố gắng là cắt giảm rồi tinh giản nhất có thể bộ máy. Tuy nhiên với cái bộ máy hành chính hiện nay thì là số lượng quá đông này, rồi lãnh đạo thì nhiều hơn là nhân viên, cấp phó thì lại quá là nhiều. Không biết là có đúng không ạ?
Đấy là một câu chuyện mà báo chí đang phản ánh cũng khá là sôi động trong những cái thời gian vừa qua. Và cái câu chuyện đó tôi nghĩ là câu chuyện hoàn toàn có thực. Bởi vì là cái đấy là đã có những cái thống kê ở các địa phương. Ở bộ thì tôi nghĩ là nó sẽ gọi là nó không bị gặp phải cái tình trạng là lãnh đạo nhiều hơn cán bộ, nhưng địa phương thì khá nhiều và đã có những con số thống kê, và thật sự là nghe xong không biết là nên cười hay là nên có một tâm trạng gì nữa. Vâng, ông Ngọc Anh thì sao? Tôi vẫn quay trở lại, lấy một cái thêm hai ví dụ về cái việc là các con số về dữ liệu. Tôi không tiện nêu tên thành phố, mà ngay cả cái việc là khi mà bên Ủy ban Nhân dân đưa ra một cái chiến lược phát triển, giao cho một phó giám đốc sở khoa học công nghệ định nghĩa, đưa ra các phân tích để có thể phát triển cái chính sách phát triển của khoa học công nghệ, phó giám đốc sở khoa học công nghệ không đủ thẩm quyền hay không đủ, có một cái điều kiện khó khăn nào đó, không có được dữ liệu của các sở bên cạnh. Tình trạng đó xảy ra thực tế và ở một thành phố lớn của Việt Nam. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, ở một tỉnh thành khác chẳng hạn, thì là trong quá trình khi chúng ta nói là chúng ta cần phải tối giản, cần phải đưa ra những cái tối ưu về mặt kinh tế để có thể đầu tư vào những cái lĩnh vực ưu tiên, thì chúng ta lấy được kinh phí từ đâu? Chúng ta phải tối ưu được cái kinh phí, tối ưu được những cái kinh phí đang diễn ra chi tiêu thường xuyên, đúng không ạ? Nhưng mà một cách thực tế thôi, trong cái bản chi tiêu của mỗi tỉnh thành bao giờ cũng có cái phần chi tiêu không theo quy trình, chi ngoài quy trình. Vậy thì chúng ta có bao giờ xem được rằng là với một cái dữ liệu một cách gọi là minh bạch và chính xác kịp thời, chúng ta đã bao giờ xem được rằng là cái phần chi tiêu ngoài của các tỉnh thành đó không theo quy trình đó nằm bao nhiêu phần trăm của tất cả các tỉnh thành hay chưa? Và liệu trong quá trình đó chúng ta có thể tối ưu hóa việc đó hay không? Bởi vì nếu mà cái phần chi tiêu ngoài nó lên đến khoảng 10-12% thì chúng ta chỉ cần gọi là tối ưu cái phần đó một nửa, 50-60% thì chúng ta đã có thể gọi là tiết kiệm được một cái lượng chi tiêu tương đối lớn để có thể đầu tư vào những cái lĩnh vực chiến lược của ưu tiên của từng tỉnh thành. Vâng, tôi nghĩ là chúng tôi không ai phản đối về cái câu chuyện số liệu ạ, nhưng mà chúng tôi đang muốn nói về cái con số của bộ máy hành chính hiện nay ạ. Thì ông Ngọc Anh có công nhận là với những con số đấy nó vẫn là những con số lớn và bộ máy đang cồng kềnh đúng không ạ? Cái đó thì tôi đồng ý với việc đó, bởi vì chúng ta đã có thể so sánh được cái những cái mức độ ưu tiên đối với một cái tổ chức mà 8-9% để duy trì cái tính hiệu quả của một cái hệ thống, thì theo tôi đánh giá thì đó là một con số tương đối là quan trọng, và chúng ta có thể có những cái tác động để tối ưu nó. Vâng. Cái bộ máy của mình ấy, nó cồng kềnh, ta nói rằng là chiếm một cái tỷ lệ đến 8-10% dân số như thế. Là bởi vì là thực ra của ta nó rất khác so với rất nhiều nước. Ở nhiều nước ấy, trong cái bộ máy hành chính nhà nước ấy, nó chỉ có các cái cán bộ làm trong cái vai trò quản lý nhà nước. Thực hiện các cái chức năng của quản lý nhà nước. Nhưng mà cái bộ máy của ta mà nhà nước hiện nay đang phải trả lương ấy, cái mà chúng ta nói là cái phải bám vào cái bộ lương ngân sách ấy, thì không phải chỉ trả cho cái đội ngũ của công chức mà làm cái chức trách của quản lý nhà nước. Thực sự thì cái đội ngũ mà được gọi là công chức làm việc trong bộ máy nhà nước thì nó chỉ không chiếm không phải là nhiều. Nó tỷ lệ thì con số hiện nay theo thống kê nó khoảng chừng độ 500-600 ngàn. Đấy, chưa đến một triệu người là công chức. Đấy, thế nhưng mà những cái đi kèm theo đó là cái đội ngũ viên chức đấy, thì rất là đông đấy, viên chức rất đông. Rồi là kèm theo đấy là cái đội ngũ viên chức không nằm trong bộ nhà nước đấy, chẳng hạn như đơn vị hành chính sự nghiệp cũng ăn lương vào trong cái bộ máy nhà nước. Thế xong rồi là các cái tổ chức chính trị đoàn thể xã hội rất nhiều. Đấy, cũng ăn lương vào trong bộ máy nhà nước. Các nước thì có thể những cái tổ chức này người ta ăn lương theo cái kinh phí đóng góp của những tổ chức chính trị đó, nhưng mà đây thì lại nằm trong bộ máy nhà nước. Đấy. Và như vậy chúng ta nhìn thấy là cái ngân sách nhà nước ấy, nó phải bao cho rất nhiều các cái lĩnh vực và nhiều đối tượng. Vâng. Đấy. Chính như vậy cho nên chúng ta nói rằng là cái cồng kềnh hay là cái gọi là phải bộ máy này nó quá to đấy, thì chúng ta cũng phải nhìn xem nó to ở khu vực nào, to ở chỗ nào. Vâng. Đấy. Mà cái điều mà chúng ta thấy rằng là cái trọng tâm của cái hội nghị 6 vừa rồi nói đến là trước hết là phải xem lại cái khu vực các đơn vị hành chính sự nghiệp công. Đấy. Đơn vị chính sự nghiệp công đấy, những cái gì là cần thiết nhà nước là phải đứng ra bao cấp, và những cái gì không nhất thiết là cái dịch vụ đó nhà nước phải bao cấp. Đấy, tôi nói ví dụ chẳng hạn như là trong giáo dục thì không phải rằng là tất cả mọi người học từ tiểu học cho đến đại học là nhà nước phải bao hết. Đấy, nhưng mà nhà nước bây giờ chúng ta đang phấn đấu là gì, là phải phổ cập, đúng không ạ, theo luật phổ cập cố gắng là được cái tiểu học, trung học cơ sở. Vậy thì nhà nước chỉ bao cách cơ bản đối tượng đó thôi, chứ còn có thể cái bậc cao hơn đó, bậc cao hơn thì anh phải là phát triển theo nhu cầu cá nhân, thì cái này phải xã hội hóa.
Nhưng mà phát triển cao hơn đấy thì có các ngành, có các lĩnh vực nhà nước rất là cần. Đấy, cá nhân người ta không có nhu cầu lắm, nhưng mà xã hội rất cần về lĩnh vực đó. Thì nhà nước lại phải đầu tư vào, bù ngân sách vào, đầu tư vào. Và như vậy thì người ta đang xem lại xem vậy để trong cái bộ máy hành chính gọi là các cái đơn vị sự nghiệp công như thế, cái gì sẽ để, cái gì thì sẽ phải chuyển ra, anh phải tự sống bằng cách xã hội hóa. Hay là ngay trong bộ máy hành chính nhà nước, tôi nói ví dụ chẳng hạn chúng ta nói rằng là có khoảng 500-600 ngàn là công chức thuần túy, đúng nghĩa là công chức, nhưng mà kèm theo đó là cái đội ngũ cán bộ cấp phường, cấp xã rất đông. Đấy, người ta tính ra nó khoảng chừng độ 1 triệu, 1,9 triệu đến 2 triệu cán bộ ở các cái cấp đó. Đấy, mà không, đấy không phải công chức. Đấy, mà đấy là lại cái hưởng lương trong cái bộ máy nhà nước. Thế thì chính là chúng ta hiện nay nó cũng có quá nhiều cấp phường, quá nhiều các xã. Đấy, có thể là cũng quy mô nó nhỏ. Cho nên là vừa rồi trong nghị quyết 6 cũng nói rằng là phải xem lại xem những cái xã nào nó không đủ quy mô có thể phải dồn lại. Đấy, chứ không để nó quá nhiều như thế. Và thậm chí chúng ta có nhìn thấy ngay kể cả đến quy mô cấp tỉnh của chúng ta hiện nay. Đấy, rõ ràng trong lịch sử chúng ta nhìn thấy là đã có những thời kỳ chúng ta hình thành những cái tỉnh theo những cái vùng, theo những khu vực. Thì bây giờ chúng ta lại có cái giai đoạn nó tách ra, thành ra quy mô tỉnh nó chia nhỏ. Đấy, và chính vì vậy cho nên là chúng ta nói rằng là nó cái tổ chức bộ máy nó cồng kềnh. Tổ chức bộ máy cồng kềnh dẫn đến cái tổng biên chế nó nhiều. Và tổng biên chế nhiều như thế thì phải chi trang trải nhiều. Và chính vì vậy cho nên là bây giờ phải làm sao tìm xem cái khâu nào là cái khâu mà không cần thiết, khâu nào là khâu trùng lắp để sắp xếp lại và từ đấy mới tinh giản. Vâng. Từ cái góc nhìn của tôi thì lúc nãy tôi thấy anh Cường có nhắc đến một cái nội dung mà nó gọi là cái mô tả vị trí việc làm ấy. Thực ra là đã từng ngồi ở cơ quan nhà nước, sau đó làm khu vực tư nhân thì tôi thấy là nói lại về thực trạng một chút là nó có những vấn đề thuộc về cái nguyên tắc quản lý của nhà nước, nó quá cứng nhắc và nó không có một cái sự điều chỉnh linh hoạt kịp thời. Vì thế mà bộ máy càng ngày càng phình to nhưng cái khả năng cắt giảm thì lại khó khăn. Ngay cả ví dụ như về cái câu chuyện là mô tả vị trí việc làm anh, là mô tả như thế nào thì gần như giữ cứng như thế, và cái thủ tục để có thể điều chỉnh được những cái đó là rất khó khăn, trong khi là cái diễn biến của công việc bây giờ nó có rất nhiều sự thay đổi. Ví dụ như mọi người cũng nghe nói nhiều đến cái cụm từ là cách mạng công nghiệp 4.0 hay là kinh tế số. Nó có những công việc nó có thể biến mất đi trong một cái gọi là có thể hôm nay vẫn còn, ngày mai đã biến mất rồi. Và nó bị thay thế bởi rất nhiều những cái loại hình công việc mới. Nhưng mà cơ quan nhà nước thì để có thể điều chỉnh được cái mô tả vị trí việc làm thì lại là cả một cái chu trình dài dài, rất rất dài. Và trong suốt cái khoảng thời gian đó thì những cái người mà không cần thiết vẫn tồn tại, còn cái người cần thì lại không được gọi là có biên chế để tuyển dụng. Bởi vậy mà cái sự gọi là không hiệu quả của các cán bộ công chức nhà nước nó lại càng tăng cao. Thứ hai nữa là anh Cường còn nói về cái sự chồng chéo của các bộ ngành. Đây thật sự là một vấn đề rất là lớn nếu mà chúng ta bàn sang câu chuyện là giải pháp như thế nào. Chúng tôi có một câu chuyện vui như thế này, thường chúng tôi gọi là đã từng chia sẻ với nhau, tôi cũng xin kể với cả anh với cả các bạn là như thế này. Tức là gần đây chính phủ thì có những cái chiến lược rất là rõ ràng về những cái ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, kinh tế số, nông nghiệp, du lịch, rồi logistics, rồi công nghiệp phụ trợ vân vân. Thế ví dụ như logistics là một cái mà bây giờ chính phủ xác định là một trong những cái cần phải đầu tư một cách trọng tâm. Thế nhưng cái người thứ nhất là mãi vẫn chưa được công nhận đấy là một cái ngành. Đấy là một cái ngành tương tự như những cái ngành nghề khác. Thứ hai nữa là cái người tham mưu về chính sách logistics thì bây giờ là nó đang bị san sẻ một phần của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương được giao chủ trì. Nhưng mà đến khi mà hoạch định một cái chính sách lớn ấy, thì lãnh đạo bộ giao cho một cục, lãnh đạo cục thì giao xuống cấp phòng, và cuối cùng thì chúng tôi đùa là chỉ có 50% của một chuyên viên tham mưu một chính sách lớn của quốc gia thôi. Bởi vì sao? Bởi vì chuyên viên được giao đó thì bạn ấy còn phải gánh một cái phần việc khác, một cái chức năng nhiệm vụ khác. Chỉ có 50% thời gian của bạn ấy là để tham mưu một chính sách rất là lớn cho quốc gia. Cho nên là cái hiệu quả nó không nhìn thấy là chuyện đương nhiên. Và trong một cái gọi là một cái yêu cầu chỉ đạo về việc cắt giảm thì các đơn vị đó họ cũng không có cơ chế nào để họ đề xuất thêm nhân sự, thêm người hay là điều chỉnh vân vân. Và thật sự là chúng tôi cũng cảm thấy là bối rối với cả cái bài toán này. Bởi vì nếu trong tình trạng như vậy thì cái hiệu quả quyết ban hành chính sách của nhà nước đến đâu để mà điều chỉnh toàn bộ xã hội này. Đấy là những vấn đề chúng tôi cảm thấy rất rất là nó khác khu vực tư nhân. Một là cái sự linh hoạt, hai là gắn với cả cái mục tiêu hoạt động, và ba là đánh giá cái hiệu quả đầu ra rất là khác nhau giữa công và tư. Và đấy là một trong những cái lý do mà bây giờ chúng ta phải nhìn rất là thẳng thắn vào thì mới có thể tìm đến được một cái biện pháp gọi là để mà cắt giảm.
Còn bây giờ như là anh Ngọc Anh nói lúc đầu, bây giờ nếu mà chúng ta chỉ phấn đấu là cắt giảm 1,5, vì sao 1,5 không phải 2, những cái con số nhiều khi nó hơi bị chủ quan, trong khi cái thiếu tôi cảm giác cái thiếu là một chiến lược vĩ mô. Chiến lược đấy nó phải gắn chặt với câu chuyện chiến lược về chính sách kinh tế và xã hội của đất nước, để xem là nhân sự khu vực nào phải đầu tư nhiều, nhân sự khu vực nào phải giảm tải, và trong những tình huống nào phải có sự chuyển đổi linh hoạt. Thì cái việc đấy là đối với khu vực nhà nước tôi thấy rất khó khăn. Còn khu vực tư nhân ấy thì họ tương đối linh hoạt trong chuyện đấy, đúng không? Thì tôi chỉ bổ sung cái việc là cái cụm từ về những cái mô hình số hóa, chúng ta phải hình dung được rằng là thế giới đang chuyển sang một cái chu kỳ, cái thời kỳ kinh tế tương đối là mới, với những cái bài toán, những cơ chế mới. Chúng ta nhắc nhiều đến mô hình của Uber, Grab. Khi Uber và Grab đến thì cái mô hình platform đã thay đổi một cách mạnh mẽ và có rất là quan trọng và nền tảng đối với những ngành giao thông vận tải, ví dụ như Vinasun, ví dụ như MyLink. Cái việc mà tạo ra một cái application, một cái ứng dụng để đặt xe này kia, nó chỉ là một cái ứng dụng tương đối là đơn giản. Vinasun, MyLink có thể tạo ra được đó, và họ đã tạo ra việc đó rất nhanh, nhưng họ vẫn không thể cạnh tranh được với lại Grab và Uber, bởi vì toàn bộ cái quy trình hoạt động phía sau đã không được thiết kế để không đáp ứng được cái mô hình như vậy. Vậy thì trong giới số hóa, người ta đặt ra một cái cụm từ gọi là Uber hóa, nghĩa rằng là Grab, Uber đang Uber hóa cái ngành giao thông vận tải. Thì bây giờ cái việc đó đang diễn ra trên rất nhiều ngành nghề, ví dụ như ngành về khách du lịch, khách sạn chẳng hạn, là có Airbnb đang tấn công các cái khách sạn từ 1 sao đến 3 sao hầu như trên khắp các nơi trên thế giới. Trong trường hợp về, ví dụ như trong trường hợp về lấy trường hợp về du lịch chẳng hạn, có những, ở Việt Nam có một vài ví dụ như về Fitme về lĩnh vực du lịch, để kết nối trực tiếp giữa người khách du lịch và người hướng dẫn viên du lịch, thay vì thông qua các cái công ty du lịch. Tôi chỉ lấy một ví dụ đơn giản nhé. Có một trước đây thì chúng ta có một cái tổ chức của nhà nước chuyên đảm bảo cái an toàn thực phẩm của các nhà hàng khách sạn, đúng không ạ? Chuyện đó là để đảm bảo cho người dân có niềm tin vào trong cái dịch vụ được cung ứng bởi các cái doanh nghiệp tư nhân. Chứ bây giờ liệu việc đó sau khi, không biết là các bạn có chắc là mọi người cũng đều theo dõi, nhưng đợt vừa rồi có một cái công ty startup của Việt Nam là foodie.vn. Đó là một công ty hoàn toàn công ty tư nhân, thông qua cái cơ chế platform, thông qua cái cơ chế thu thập cái feedback, cái phản hồi của người dân, họ đã có thể tự động, cái xã hội dân sự đã có thể tự động được đánh giá xem là mỗi nhà hàng, mỗi quán cà phê, mỗi quán ăn của nó có được an toàn hay không, mà không cần có sự can thiệp của nhà nước. Họ đã đóng một cái platform, đã tạo nên một cái nền tảng niềm tin như vậy. Vậy thì các cái lĩnh vực khác là như thế nào? Liệu rằng là các cái vai trò khác, vai trò về việc gọi là tạo một cái niềm tin cho trong lĩnh vực tài chính, tạo một cái niềm tin trong một cái lĩnh vực khác thì nó có sẽ bị ảnh hưởng hay không? Cái việc mà chúng ta nói đến cái chuyện là sử dụng các cái công nghệ số hóa, và đặc biệt là cái cách mạng 4.0 thì nó đặt ra cho vấn đề là không phải chỉ riêng là đối với doanh nghiệp hay là đối với lại các cái nhà kinh doanh, mà nhà nước đấy, cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nó bắt buộc, nó đòi hỏi rằng không lấy được là nhà nước phải đuổi theo, phải chạy theo những cái sự phát triển của xã hội, và chạy theo ở đây ấy, cái vai trò, chính vì vậy trên cái vai trò nhà nước bây giờ nó thay đổi đi. Và chạy theo ở đây không có nghĩa là gì, có nghĩa là anh phải đi xem người ta làm không được, rồi là người ta làm rồi anh không quản lý được thì anh cấm, hay là anh phải là kiểm tra giám sát theo kiểu gọi là bắt người ta phải truy thu truy hồi. Mà cái chạy theo ở đây là gì, là cái sự phát triển đó nhà nước phải đuổi để đạt được cái việc là biết là người ta làm cái gì, người ta làm thế nào. Và ví dụ chẳng hạn như anh nói rằng là một cái doanh nghiệp người ta tự đứng ra để người ta hệ số công nghệ thông tin, và người ta biết được nhà hàng nào tốt, thực phẩm nào tốt, vân vân, để cho khách hàng biết chứ không cần đến nhà nước. Nhưng mà nhà nước lại phải kiểm soát cái quá trình đó, bởi vì rất có thể nếu như nó không kiểm soát được thì có thể cái doanh nghiệp này có thể có cái cạnh tranh nó không lành mạnh cho một cái nhóm nào đấy. Vậy thì vai trò nhà nước phải kiểm soát, và chính như vậy cho nên là cái cuộc cách mạng nó đặt ra là cái quản lý trong hệ thống nhà nước cũng phải ứng dụng rất mạnh cái công nghệ về số hóa và công nghệ thông tin. Và chính cái điều đó ấy, thì nó lại làm cho cái bộ máy nhà nước ấy, lại càng đặt ra một áp lực là phải giảm hơn nữa. Trước kia anh quản lý bằng thủ công, anh quản lý bằng văn bản giấy, văn bản giờ. Nhưng tất cả bây giờ thông tin là đều phải thông qua hệ thống về mạng. Đó. Và chính như vậy cho nên nó đặt ra một vấn đề không chỉ mới minh bạch cao và bộ máy của anh phải tinh giảm. Anh không thể có cái bộ máy nó quá không cần được. Đấy. Và cái việc mà chúng ta nói rằng cái minh bạch cao như thế thì nó sẽ chỉ rất rõ
là cái trách nhiệm vụ của mỗi người đến đâu. Đấy, rõ ràng một người đó anh quản lý một cái nhóm thông tin mà anh xử lý không được thì lập tức là nó chỉ ra ngay, à đây ách tắc tại cái khu vực này, ách tắc tại vị trí này. Đấy, cho nên cái điều mà nãy chúng ta nói rằng là cái mô tả vị trí việc làm và cái kiểm soát vị trí việc làm chúng ta chưa có, cho nên nó dẫn đến cái chuyện là gì, có những người không làm việc được, không làm tốt, nhưng người ta cứ ngồi đấy và không có người khác, không có cái cơ chế gì để khác như thế. Và muốn để cho người ta làm tốt thì còn lại phải có người khác đi kiểm soát, đi thúc đẩy, và chính vì vậy cái bộ máy nó phình ra. Và cái điều mà nãy như là Phương Chi có nói đến cái chuyện là cái cán bộ quản lý bây giờ nó quá nhiều thì nó có hai lý do. Một lý do nhất ấy là rõ ràng là con người ta cũng có cái ham vọng trở thành ở cái vị trí lãnh đạo quản lý, cho nên người ta phải cố làm sao để phấn đấu để lên vị trí đấy. Nhưng mà mặt thứ hai nữa là để vận hành được bộ máy thì cũng phải có một người đứng ra để mà điều khiển, mà không thể một người điều khiển được nhiều, bởi vì là chúng ta biết rằng là nó không có cái hệ thống kiểm soát chặt chẽ như thế, thì thành ra là nó phải thân ra rất nhiều tầng lớp, rất nhiều cái nhóm, và thành ra nhiều cái ông đứng đầu của cái nhóm đó, nó thành ra nhiều cán bộ. Ngay chẳng hạn chúng ta nói rằng là hiện nay cấp phó rất nhiều, chúng ta nhìn đến con số thống kê đó không ạ, các cái lãnh đạo ở chúng ta gọi là có cái chức vụ có hệ số quản lý so với các nước thì chắc chắn là chúng ta nó còn vượt hơn nhiều lần so với cái số ta gọi là công chức. Nhưng mà tại sao lại phải nhiều như thế? Tôi nói đơn cử chẳng hạn như là cấp phó nó nhiều là vì sao? Nó vì một cái điều là cái phối hợp ngang của các cái bộ phận chức năng nó không thực hiện được. Cho nên là bây giờ muốn cái bộ phận này làm việc bộ phận kia lại có một cái ông lãnh đạo phải ngồi đấy để câu đối với nhau. Đấy, và như vậy nó sinh ra cái ông phó. Đấy, ông phó chẳng qua chỉ ngồi điều hành cho từng cái nhóm một. Còn nếu như cái quá trình là kết nối tốt thì không cần đến cái ông phó nữa. Hoặc là chúng ta nhìn thấy hiện nay cái thông tin nó không có. Cho nên bây giờ có một việc gì tất cả gọi nhau đến để ngồi họp trong bàn. Họp bàn thì phải có một cái ông nào ấy đứng ra là chủ trì để quyết định. Đấy, nó vậy là phải cầm một cái ông cao hơn cái ông là nhân viên thực hiện, là lại phải sinh ra một cái ông phó, chứ không phải trưởng như có một thôi, không ngồi tất cả được. Và hiện nay nói thật là rất nhiều người nói một cái chuyện là cấp phó là cấp rất là vất vả. Đấy, vất vả ở đây không phải là cái công việc gì đó cụ thể, nó không rõ ràng, nhưng mà đi họp rất nhiều. Rất nhiều nơi nói rằng là cấp phó nhiều đấy, nhưng chúng tôi không đủ người đi họp. Đấy, có những người nói rằng một năm nhận hàng 400-500 cái giấy mời họp. Đấy, rất ngày chỉ đi họp thôi. Nhưng bởi vì nó rất nhiều những cái việc phải phối hợp như thế. Cho nên là cái cải cách, tôi nói rằng là cái cải cách bộ máy hành chính, cải cách thể chế hành chính, cải cách chưa gây hành chính, rồi lồng những vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin vào trong cái quản lý nhà nước, tin học hóa bộ máy nhà nước, thì tôi nghĩ rằng là tất cả cái đồng bộ thì mới giải được cái chuyện là làm thế nào chúng ta tinh gọn được bộ máy và cái hiệu quả hoạt động của nhà nước nó cao lên. Vâng. Hôm trước tôi có một cái cuộc trò chuyện nói về một con số mà Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng công bố, tức là một năm các cán bộ công chức nhà nước phải làm khoảng độ 2 triệu báo cáo và dành khoảng độ 25% thời gian để làm việc đó. Thế thì khi mà nói ra con số đó thì tôi có nêu từ góc nhìn cá nhân của mình là một trong những nguyên nhân đấy chính là câu chuyện mà cả hai anh vừa nhắc đến là Việt Nam mình không có cơ chế thông tin dùng chung. Cho nên là nó sinh ra quá nhiều người để làm những nhiệm vụ là đi tìm lại các thông tin hoặc là đi khâu nối các nội dung thông tin để ra được thứ họ cần. Trong khi tôi có tham khảo chính anh Ngọc Anh và các anh chị ở Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu, thì những câu chuyện đấy ở các quốc gia khác nó hạn chế và nó không bị gặp phải tình trạng như vậy, bởi vì là họ có cơ sở dữ liệu dùng chung. Và trên cái nền cơ sở dữ liệu dùng chung đó thì rất nhiều vị trí công việc hiện tại mà ở Việt Nam đang phải tồn tại và duy trì nó không xuất hiện ở các quốc gia khác. Thì không biết là anh Ngọc Anh có thể chia sẻ kỹ hơn việc này. Chúng ta hiện tại thì trong thời điểm hiện tại ngay bây giờ thì Estonia, một cái nước rất nhỏ ở châu Âu trước đây trực thuộc chịu ảnh hưởng của khối Đông Âu, thì hiện tại đang là chủ tịch luân phiên của cộng đồng châu Âu, một đất nước khoảng gần 2 triệu dân. Và chỉ trong vòng hơn 10 năm, họ đã chuyển đổi toàn bộ cái cơ chế chính phủ điện tử của họ, đã phát triển và bây giờ trở thành là một trong những cái mô hình hàng đầu của thế giới. Ngay cả các nước như Nhật, Đức hay Pháp đều sang học tập cái mô hình về chính phủ điện tử của Estonia. Và cái cốt lõi của mô hình chính phủ điện tử của Estonia chính là cái trục chia sẻ dữ liệu dùng chung của Estonia, họ gọi là X-Code. Và chính cái điều đó, khi mà toàn bộ cái quá trình trao đổi dữ liệu ngay cả dữ liệu về lấy một cái ví dụ hết sức là đơn giản, bây giờ một bà mẹ đi vừa mới sinh nở một em bé chẳng hạn, thì bây giờ sau khi sinh nở là cần phải cung cấp thông tin cho bệnh viện,
cần phải đăng ký giấy khai sinh, cần phải mua những cái gọi là trang thiết bị cho và cũng đồ ăn uống cho em bé, cần phải mua thuốc tất cả mọi thứ cho em bé, đúng không ạ? Thì và cần phải khai báo bảo hiểm y tế. Nếu trong cái tình huống của chúng ta đây là chúng ta phải đi khắp mọi nơi và mất rất nhiều thời gian như vậy. Nhưng mà khi ở Estonia họ đã phát triển các dịch vụ và kết nối các dịch vụ của bệnh viện, của nhà thuốc, của bảo hiểm y tế lên một cái trục kết chia sẻ dữ liệu như vậy, thì toàn bộ cái việc của người là gia đình người Estonia, họ chỉ cần cầm cái thẻ chứng minh nhân dân số hóa của họ, họ đưa vào bệnh viện, họ đến khi mà cái thông tin được cập nhật trong bệnh viện rồi thì là được cập nhật trên hệ thống phúc trợ xã hội, được cập nhật trên hệ thống về mặt gọi là bảo hiểm y tế cũng như là các nhà thuốc, và họ đi ra nhà thuốc, tất cả mọi thứ đều được kiểm soát thông qua cái thẻ chứng minh nhân dân số hóa, và toàn bộ cái quá trình đó được cập nhật một cách liên tục. Thì tôi nghĩ rằng là với một cái tình hình như vậy thì mình Việt Nam có thể gọi là tìm hiểu và học hỏi những cái mô hình rất là tốt của Estonia. Vâng. Tôi nghĩ là chúng ta đã phân tích một sẻ rất là nhiều từ thực trạng cho đến những cái giải pháp có thể là những giải pháp hiện tại đến những giải pháp của tương lai. Và trước khi mà kết thúc chương trình, bởi vì chúng tôi sẽ có rất nhiều số đối thoại để theo tiếp những cái nội dung mà chúng ta vừa trao đổi, thì các khách mời có một cái thông điệp rất là ngắn gọn muốn gửi tới những người làm chính sách, muốn gửi tới khán giả, đến những người đang quan tâm đến đề tài này ạ. Thì trước là xin mời ông Cường có một ý kiến kết thúc cho chương trình và hai khách mời còn lại. Rõ ràng là vấn đề bộ máy và tiền lương rồi ngân sách, tôi cho rằng đây là ba cái yếu tố nó có cái quan hệ rất biện chứng với nhau. Và chúng ta hãy tìm ra một cái khâu nào là khâu chốt nhất để chúng ta giải quyết được cái bài toán này. Vì bộ máy quá lớn cho nên là ngân sách thì hạn hẹp, nhưng tiền lương thì thấp. Tiền lương thấp thì dẫn đến cái người làm việc cũng không thiếu động lực, năng không đủ năng lực, rồi thậm chí cái tiền lương thấp nó có thể làm cho cái người cán bộ đó có thể không liêm chính, và người ta gọi là nhiều khi chính cái tiền lương nó làm tha hóa cái người cán bộ đi. Và như vậy thì để giải quyết được vấn đề tiền lương thì ngân sách lại không có. Ngân sách không có, tiền lương lại thấp. Bây giờ chúng ta phải tìm ra một cái chốt. Tôi cho rằng cái chốt đầu tiên là chúng ta phải mạnh dạn tinh giảm cái bộ máy. Có tinh giảm bộ máy, chúng ta mới chọn ra được những người mà xứng đáng đảm nhận ở những vị trí công việc, và người ta sẽ xứng đáng được nhận cái khoản tiền lương thỏa đáng với công việc và khả năng công hiến của người ta, và người ta sẽ làm việc tốt nhất, và từ đó sẽ đóng góp vào cho xã hội để tăng được cái nguồn thu lên. Đấy là cái mấu chốt cho quá trình phát triển. Và Thủy, từ góc nhìn của cá nhân tôi thì tôi thấy là giải pháp chắc chắn là sẽ cần bàn rất nhiều, nhưng mà cái điều quan trọng nhất nó thuộc về ý chí của các cấp lãnh đạo. Bởi vì tất cả những cái việc này thực sự rất khó. Từ góc nhìn của khu vực tư nhân chúng tôi rất chia sẻ. Nhưng mà nếu ý chí của người lãnh đạo chưa tới, chưa thật sự là quyết liệt, thì việc này vẫn sẽ giằng dai. Và như anh Cường nói, 5 năm hay 10 năm nữa, bàn nhiều giải pháp đi chăng nữa, nó vẫn sẽ nửa vời. Cho nên chúng tôi chỉ mong là thật sự các cấp lãnh đạo hãy nhìn nhận rằng đây là một cái vấn đề trọng yếu của quốc gia. Bởi vì nếu chúng ta không giải quyết được cái khâu này thì tất cả những cái thứ thuộc về những đường hướng phát triển, trọng tâm các thứ khác gần như không thể thực hiện, rất là khó khả thi. Tôi xin được nhấn về điều đó. Ngọc Anh ạ. Tôi chỉ đặt ra một câu hỏi mới. Chắc trong số chúng ta ở đây thì ai cũng đều dùng Facebook đúng không ạ? Chắc là dùng Facebook hàng ngày đúng không ạ? Thì ông Cường chắc không ạ. Facebook được thành lập ra một mạng là như là một mạng xã hội giữa các sinh viên ở Đại học Harvard. Bây giờ Facebook đang trở thành một cái công cụ trao đổi của khoảng 2 tỷ người trên toàn thế giới. Vậy thì có bao giờ tất cả chúng ta đều đặt ra một câu hỏi rằng là Facebook sẽ trở thành một quốc gia số hóa hay không? Bởi vì Facebook đang kiểm soát cái công cụ về communication, trao đổi về thông tin. Facebook đang kiểm soát rất nhiều các cái kênh bán hàng, trao đổi dịch vụ giữa các doanh nghiệp. Trong cái cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ thời gian vừa qua, các cái thông tin về mặt gọi là fake news, thông tin ảo ở trên Facebook lan truyền đã tác động đến kết quả bầu cử ở rất nhiều nơi. Vậy thì nếu ngày mai Mark Zuckerberg chỉ cần thay đổi một vài dòng lệnh ở trong cái algo của Facebook để thay đổi cái luồng thông tin đến với người dân, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Vâng.
trong những thay đổi thì cái thay đổi gì động chạm đến mình là khó khăn nhất. Thay đổi bộ máy này là thay đổi vào cơ quan, các cơ quan quản lý nhà nước. Và chính cơ quan nhà nước, quản lý nhà nước phải đứng ra thay đổi cho bộ máy của mình, cắt giảm những biên chế của mình. Và rõ ràng đây sẽ là một cái khó khăn nhất nếu như bản thân những người trong cuộc không thấm nhuần và không sẵn sàng, không sẵn sàng hy sinh cho cái công cuộc này. Vâng, đó chính là lý do tại sao chương trình đối thoại tuần này kết nối với cả hai số đối thoại tuần trước, khi mà Bộ Công Thương đã tự lấy đá kè chân mình khi mà tự cắt giảm những cái điều kiện kinh doanh như vậy, cũng là những cái ý chí, là những cái nỗ lực. Thì chúng tôi cũng rất là muốn nhấn mạnh tới là chúng ta muốn làm được việc này thực sự là rất khó khăn, và quyết tâm của chúng ta đã hô từ rất nhiều năm rồi, nhưng quan trọng nhất là chúng ta sẽ làm và làm như thế nào. Thì hôm nay, ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều những cái giải pháp mới của những con người, có lẽ là những thế hệ mới, liên quan đến chính phủ điện tử, liên quan tới Smart City, liên quan đến công nghiệp 4.0, rồi dữ liệu dùng chung. Tôi nghĩ đó là cũng là một cái hướng mà chúng ta có thể sử dụng để có thể là cải cách bộ máy hành chính và tinh giản cái biên chế của chúng ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng các khách mời các số sau để bàn tiếp về những giải pháp cụ thể, và hy vọng là chúng ta có thể góp những tiếng nói cho những người làm chính sách để thực sự là việc cải cách bộ máy hành chính và tinh giản biên chế sẽ được có kết quả thực tế và đạt được những mục tiêu mà chúng ta mong đợi. Chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã rất là nhiệt tình chia sẻ thông tin với chương trình đối thoại cũng như khán giả của VTV. Xin chúc các khách mời có nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia chương trình cùng chúng tôi. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vtv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.